Chúng ta sẽ quay trở lại với những thông tin thời tiết. Mưa ở miền Bắc thì sẽ diễn ra ngày hôm nay, cụ thể như thế nào vậy hả chị Linh? Dạ vâng ạ, do là có không khí lạnh tăng cường yếu nên là ngày hôm nay ở miền Bắc chủ yếu là mưa nhỏ thôi ạ. Mưa thì sẽ mang đến một cảm giác dịu mát cho người dân ở thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố. Dự báo nhiệt độ cao nhất sẽ không quá 25 độ C. Chỉ ít nơi ở phía Tây không chịu tác động của không khí lạnh như là Sơn La, Điện Biên Phủ, trời vẫn có nắng và hơi nóng vào trưa và chiều nay với mức nhiệt từ 28 đến 31 độ C. Với Bắc miền Trung, chỉ riêng có Thanh Hóa là có mưa nhỏ trong ngày hôm nay, 25 độ C. Còn từ Vinh tới Huế, mưa sẽ xuất hiện từ chiều tối và đêm nay. Còn trưa chiều nay, nhiều nơi tạm thời vẫn còn nắng ấm, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 26 đến 27 độ C. Nắng cũng là trạng thái thời tiết chủ đạo ở Nam miền Trung vào ngày hôm nay. Nhờ có gió biển thổi mát, không khí ở đây vẫn thoáng đãng, nhiệt độ các thành phố từ Đà Nẵng tới Phan Thiết không quá 30 độ C. Về chiều tối và đêm, Đà Nẵng tới Quảng Ngãi sẽ chuyển mưa rào. Trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ trời sẽ mỏng mây và nắng mạnh cả ngày hôm nay. Sau 10 giờ thì quý vị sẽ cảm nhận rõ cái nóng khi nhiệt độ nhiều thành phố đồng loạt tăng lên trên 32 độ C. Nhiều nơi ở Nam Bộ như thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ thậm chí còn nắng nóng 35-36 độ C. Dạ vâng, cảm ơn chị Khánh Linh với những dự báo chi tiết vừa rồi.